Một số người sợ gương vì lý do nào đó. Ồ, tin nhắn, mình nên trả lời. Đây là gì? Hình ảnh phản chiếu của mình. Đừng làm mặt nữa. Này, bạn đi đâu vậy? Quay lại, hình phản chiếu. Bạn làm mình sợ. Thế là xong. Thay vào đó mình sẽ treo bức tranh lên. Bây giờ hình ảnh phản chiếu của mình tốt hơn rồi. Này, thế còn mình thì sao? Mình không thấy gì, xin chào. Chúc mừng sinh nhật. Vui quá đi. Đây là món quà sinh nhật cô gái. Một chú hề vô tính. Ủa không, mình sợ chết khiếp những chú hề. Đây là sinh nhật cuối cùng của bạn. Ô trời ơi, giúp mình với. Chào. Em họ mình. Đưa tinh hề này ra khỏi bữa tiệc sinh nhật của mình đi. Chú hề, được chứ. Được rồi, anh chàng đã sẵn sàng. Này Jack, bạn đã làm gì? Điều ước của cô gái sinh nhật là luật. Hãy tiếp tục tiệc tùng nào. Chuyện gì vậy? Mình nghĩ ai đó đang nhìn trộm mình. Ai vậy? Không một ai. Ồ, không phải nữa chứ. Có ai đó ở đây không? Ai đó đang nhìn mình. Có phải là bức tranh này không? Chính nó. Mình sẽ thoát khỏi bạn. Hả? Đã làm được. Thừa nhận đi. Bạn đã theo dõi mình. Đúng vậy. Đôi mắt của bạn sẽ không làm mình sợ nữa đâu. Trông bạn thật tuyệt khi đeo cặp kính này. Bây giờ thì ngừng nhìn trộm đi. Mình không sợ bức tranh này chút nào. Này, mình không thể thấy gì. Đây là gì? Ôi trời ơi, đây là chú nhện khổng lồ. Mình rất sợ chúng. Có chú nhện khác trên sàn. Một chú nhện khổng lồ trên tóc của mình. Chào cưng, mình là vua của loài nhện. Không. Xin chào, người diệt côn trùng. Đến nhanh lên. Có một chú nhện to bằng người trong nhà mình nè. Nó đâu rồi? Đằng kia. Bạn, các công cụ bình thường của mình sẽ không có tác dụng hoạt động. Bạn cần cái gì đó lớn hơn. Chiếc dép khổng lồ. Gì? Chiếc dép không thể ngăn cản vua của loài nhện. Chiến tranh nổ ra. Nhện khổng lồ đấu với kẻ hủy diệt. Ai sẽ thắng? Một đòn cuối cùng với đôi dép. Và chú nhện thua rồi. Ra khỏi nhà này, đồ quái vật. Tốt thôi, tại sao không ai yêu mình? Mình sẽ sống với các bạn hàng xóm. Cái gì vậy? Không có vi khuẩn được phép vào ngôi nhà này. Chào John. Xin chào Anthony. Chào chút. Chất khử trùng của bạn mình đâu? Nó sẽ giết 99,9% vi trùng. Bây giờ bạn có thể vào. Nhưng trước tiên rửa tay của bạn cái đã. Như vậy đã đủ sạch chưa? Gần sạch. Không không. Không hắt hơi chứ. Ra khỏi đây. Thiệt phôi Anthony. Mình sẽ làm sạch mọi thứ xung quanh của mình. Đây là gì? Virus máy tính. Nghiêm túc hả? Cuối cùng nó đã tìm thấy mình. Mình thật sự sợ bóng tối. Tiếng ồn đó là gì? Mình cần phải kiểm tra. Chắc hẳn có quái vật đang ẩn náu ở đây. Không, đây chỉ là cái bóng từ một cái cây. Chúng có thể ở bất cứ đâu. Một con quái vật. Em yêu là anh. Bật đèn lên. Em làm anh sợ đó. Jack, đứng đợi trong hàng. Mẹ quên cái gì đó rồi. Ồ không, Jack sợ phải xếp hàng một mình. Bạn có thể làm được mà Jack. Bạn không phải là đứa con nít nữa. Gần đến lượt con rồi. Mẹ đã xong chưa? Đến lượt bạn.
Kế tiếp, bạn có mua cái này hay không? Di chuyển đi anh bạn. Ồ không, làm ơn, không phải cái này. Tốt thôi, mình phải giữ chỗ. Mình sẽ lấy kẹo Chupa Chups này. Nghiêm túc chứ, làm thế nào mình có thể quét tất cả thứ này? Bây giờ mọi người đang mắng mình, thật đáng sợ. Để đảm bảo rằng điều đó không bao giờ xảy ra nữa, mình đã nghĩ ra một cách hát khác. Jack, đợi ở đây, mẹ cần lấy thứ khác. Không mẹ, đừng để con ở đây một mình. Mẹ sẽ phải ở bên cạnh con mãi mãi. Melanie đang cố gắng gọi video với bạn của cô nàng. Nhanh lên, Rick, nhấc máy đi. Ôi trời ơi, bạn có hai cái đầu. Bạn có phải người ngoài hành tinh không? Này, Rick, nhớ bạn mình không? Đó chỉ là ảo ảnh. Rốt cuộc thì cả hai cô gái đều có một cái đầu. Chào mọi người, mình là nghệ sĩ hài độc thoại giỏi nhất trong thị trấn. Hãy sẵn sàng để nghe các câu chuyện cười vui nhộn của mình nha. Gì? Đây là diễn viên hài sao? Chán quá. Này, tại sao không ai cười? Khán giả ngán ngẩm. Và họ đang làm việc của riêng họ. Chụp ảnh tự sướng. Và ngủ. Cơn ác mộng tồi tệ nhất của một diễn viên hài là biểu diễn trước một đám đông khó tính. Nhưng mình biết làm thế nào để xử lý nỗi sợ hãi này. Chỉ cần tưởng tượng khán giả khỏa thân. Hoan hô, tuyệt vời. Thật là diễn viên hài vui nhộn. Tốt, nó đã thành công. Bây giờ khán giả đang cười. Mình biết mình có thể làm cho bạn cười mà. Rất tiếc. Mọi người bật cười vì nam diễn viên hài sợ hãi đến mức không mặc quần. Thật khó xử. Anh yêu, nhìn chiếc củi này. Ngừng chơi Among Us đi. Anh có thích chiếc xe đẩy này không? Ổn thôi. Anh yêu, em đã yêu cầu anh cất nó đi rồi. Bản thân anh giống như đứa con nít vậy. Được rồi, mình sẽ đi ngủ. Anthony cũng ngủ gật. Ngay giữa trận game. Ồ không, mình có hai bé sinh đôi. Đây là gì? Chúng muốn giết mình. Cả hai đều là kẻ mạo danh trong Among Us. Và không có nút họp khẩn cấp. Dừng lại, cứu với. Anh yêu, thức dậy. Anh lại gặp ác mộng à. Đây là điều sẽ xảy ra khi chơi Among Us trước khi đi ngủ. Chỉ là giấc mơ thôi. Rất nhiều người sợ thang máy. Xin hãy ngoan thang máy. Đừng có giết mình nha. Ôi không, nó đang bắt đầu. Các bức tường đang đóng lại. Mình không thở được. Mình sợ không gian hẹp. Cứu, thang máy này là kẻ giết người. Đây là gì? Mời vào. Giờ các bức tường thang máy sẽ không thể đè bẹp mình. Tầng 10, làm ơn. Đèn lại cháy nữa rồi. Anh yêu, thay bóng đèn đi. Ai? Anh hả? Ồ không. Mình sợ độ cao. Nếu mình ngã từ đó, mình có thể chết đó. Hãy can đảm lên anh yêu, em tin anh mà. Thật là một nhiệm vụ nguy hiểm. Anh hùng của bạn đã làm được. Ồ không, mình đang ngã. Cứu với, mình không muốn ngã. Mở dù ra. Hãy cẩn thận anh yêu. Em tóm được anh rồi. Đây chỉ là chiếc kính thôi mà. Đôi khi tập thể dục ở nhà trở nên đáng sợ. Hãy cẩn thận với việc giãn cơ của bạn. Hoặc bạn muốn mất bạn trai của mình. Sinh vật đáng sợ đã nuốt chửng bạn gái của mình. Anh yêu, anh đi đâu vậy? Bạn có thích video của bọn mình không nào? Hãy bình luận bên dưới và cho bọn mình biết cách bạn xử lý nỗi sợ hãi của mình nha.
Và các bạn hãy đăng ký kênh của bọn mình, nhấn thích video này và bấm chuông. Đừng bỏ lỡ bất kỳ video mới vui nhộn nào từ Woohoo.